Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng phiên giao dịch thứ nhất ngày 29 tháng 8 năm 2019. Thì trong sáng ngày hôm nay 29 tháng 8 thì giá vàng ở trong nước và thế giới thì rất là ít có sự thay đổi so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua, đặc biệt là đối với giá vàng ở trong nước. Nhiều hệ thống vàng vẫn giữ mức giá như là phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Còn đối với giá vàng thế giới thì đang có xu hướng tăng dần lên và đã trên 1.500 USD trên một ounce. Cụ thể giá vàng thế giới và trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay sẽ được cập nhật sáng như sau. Thứ nhất đó là đối với giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức đó là 1.540,6 USD trên một ounce và có tăng 4,2 USD trên một ounce. Còn đối với giá vàng ở trong nước thì rất là ít có sự thay đổi. Chỉ có sự thay đổi nhẹ ở hệ thống Doji, còn SJC và các hệ thống vàng khác thì vẫn giữ mức giá như chiều ngày hôm qua. Cụ thể mình xin cập nhật giá vàng ở trong nước như sau. SJC ở Hà Nội đang được mua vào ở mức đó là 42.400.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.820.000 đồng trên một lượng. SJC ở thành phố Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức đó là 42.400 và bán ra là 42.800.000 đồng trên một lượng. Và trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay ấy, thì SJC chưa có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua. Chúng ta có thể theo dõi ở trên màn hình bên cạnh để nhìn về theo dõi giá cả một cách trực quan hơn. Còn Doji ở Hà Nội chiều mua vào đó là 42.470.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.870.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào thì có tăng 70.000 đồng và bán ra thì tăng 20.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào và bán ra thì có diễn biến rất là trái chiều. Mua vào thì tăng 50.000 đồng, tuy nhiên bán ra thì giảm nhẹ 20.000 đồng trên một lượng. Và Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 42.450.000 đồng một lượng và bán ra là 42.830.000 đồng một lượng. Đó là vàng SJC và Doji ở hai cái thị trường vàng lớn nhất cả nước, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo mình xin cập nhật với quý vị và các bạn về hệ thống vàng nữ trang vàng 4 số 9 ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Vàng SJC thì lúc nãy mình cập nhật rồi thì các bạn có thể theo dõi lại ở trên màn hình. Nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 42.350.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.900.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào thì có tăng 50.000 đồng, còn chiều bán ra thì vẫn giữ mức như ngày hôm qua, không có sự thay đổi so với cuối giờ chiều ngày hôm qua. Một số vàng nữ trang từ 10K đến 24K và vàng nữ trang 4 số 9 thì vẫn giữ mức ổn định như chiều ngày hôm qua, phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Cụ thể mình xin điểm qua nhanh như sau. Đối với vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào là 42 triệu và bán ra là 42.800.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 41.376.000 đồng và bán ra là 42.376.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 18K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 30.853.000 đồng trên một lượng và bán ra là 32.253.000 đồng trên một lượng. Đối với vàng nữ trang 14K ấy, thì chiều mua vào là 23.705.000 đồng trên một lượng và bán ra là 25.105.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào là 16.599.000 đồng trên một lượng và bán ra là 17.999.000 đồng trên một lượng. Và đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh chỉ duy nhất nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ là có sự thay đổi thôi. Còn tất cả các hệ thống vàng khác thì vẫn giữ mức giá ổn định như phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Tiếp theo mình xin cập nhật đối với các bạn về hệ thống SJC, vàng SJC vàng miếng ở một số địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Ở thị trường Đà Nẵng chiều mua vào là 42.400.000 đồng một lượng và bán ra là 42.820.000 đồng trên một lượng. Ở Nha Trang chiều mua vào là 42.390.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.920.000 đồng trên một lượng. Ở Cà Mau thì có giá tương tự như Đà Nẵng, đó là vẫn giữ mức 42.400.000 ở chiều mua vào và 42.820.000 ở chiều bán ra. Ở Bình Phước chiều mua vào là 42.370.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.830.000 đồng trên một lượng. Ở Thừa Thiên Huế chiều mua vào là 42.380.000 đồng một lượng và bán ra là 42.820.000 đồng trên một lượng. Ở Đà Lạt
chiều mua vào là 42 triệu 420 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 42 triệu 850 nghìn đồng trên một lượng. Ở các địa phương như Biên Hòa, thị trường vàng miền Tây, thị trường vàng Quảng Ngãi và Long Xuyên của An Giang thì chiều mua vào vẫn đang giữ mức 42 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 42 triệu 800 nghìn đồng trên một lượng. Đó là SJC ở một số địa phương trên phạm vi cả nước. Trong ngày hôm nay thì SJC không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Nếu mà chiều nay hoặc là trưa nó có sự thay đổi về giá thì mình sẽ tiếp tục cập nhật đối với quý vị, đến quý vị và các bạn về giá vàng SJC cũng như là hệ thống vàng khác khi mà nó có sự thay đổi. Tiếp theo đó là đối với hệ thống Doji. Hệ thống Doji từ 10K đến 24K thì có giá như sau. Đối với Doji nhẫn tròn và Doji ở thị trường Hà Nội 10K thì đều có giá đó là 1.446.000 đồng trên một chỉ và bán ra là 1.576.000 đồng trên một chỉ. Doji 14K nhẫn tròn và ở thị trường Hà Nội thì có giá đó là 2.391.000 đồng trên một chỉ và bán ra là 2.521.000 đồng trên một chỉ và có tăng 1.000 đồng trên một chỉ so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua. Đối với Doji 14K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 2.388.000 đồng và có tăng 3.000 đồng trên một chỉ và bán ra là 2.518.000 đồng và cũng tăng 3.000 đồng trên một chỉ. Đối với Doji 16K ở Hà Nội và Doji 16K nhẫn tròn đều có giá đó là 2.932.000 đồng trên một chỉ và bán ra là 3.062.000 đồng một chỉ và có tăng 2.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đối với Doji 16K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì có giá 2.790.000 đồng trên một chỉ mua vào và bán ra là 2.860.000 đồng một chỉ và cũng tăng đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh này cũng tăng 3.000 đồng trên một chỉ. Đối với Doji 18K, Doji 18K nhẫn tròn và Doji 18K ở thị trường Hà Nội thì có giá mua vào đó là 3.105.000 đồng trên một chỉ và bán ra là 3.235.000 đồng trên một chỉ và có tăng 1.000 đồng. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình, hình ảnh trên màn hình. Còn riêng Doji 18K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì có giá đó là 3.103.000 đồng một chỉ và bán ra là 3.233.000 đồng một chỉ và có tăng 4.000 đồng trên một chỉ so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua. Đấy. Còn Doji 24K nhẫn tròn chiều mua vào đó là 4.167.000 đồng một chỉ và bán ra là 4.287.000 đồng một chỉ và có tăng 2.000 đồng so với phiên giao dịch cuối ngày giờ chiều ngày hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Đó là hệ thống Doji, Doji 10K đến 24K. Tiếp theo đó là vàng SJC tại một số ngân hàng trên phạm vi cả nước, thì ở đây có 4 ngân hàng có sự thay đổi về giá thì mình xin cập nhật như sau, kết hợp với các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Hệ thống Eximbank chiều mua vào là 42.500.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.800.000 đồng một lượng. Đối với chiều mua vào thì tăng 50.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch của chiều ngày hôm qua, còn bán ra thì vẫn giữ mức ổn định. Hệ thống Sacombank cũng tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và vẫn có mức đó là 42.500.000 và bán ra là 42.750.000. Hệ thống TPBank chiều mua vào 42.450.000 đồng một lượng và bán ra là 42.850.000 đồng một lượng. Đối với TPBank Gold ấy, thì chiều mua vào thì tăng 350.000 đồng trên một lượng và bán ra thì giảm 350.000 đồng, tức là nó có diễn biến rất là trái chiều ở cái hệ thống mua vào và bán ra của TPBank Gold này. Hệ thống SCB thì chiều mua vào đó là 42.400.000 và bán ra là 42.800.000. Trong chiều bán ra thì có tăng 50.000 đồng trên một lượng. Còn hệ thống Maritimebank chiều mua vào là 42.000.000 tròn và bán ra là 43.000.000. Xin lỗi các bạn, là ở trên hình ảnh người ta ghi là 44.000.000. Tuy nhiên khi mình tham khảo, bởi cái giá này nó tăng quá là mạnh,
Tham khảo một số hệ thống các trang web khác thì nó vẫn đang giữ mức đó là 43 triệu thôi chứ không phải là 44 triệu các bạn nhé. Bởi khi mà tăng lên 44 triệu thì các bạn cảm thấy nó vô lý rồi đúng nhỉ? Và hiện nay thì đang có mức bán ra là 43 triệu tròn và chiều mua vào thì giảm 200.000 đồng và chiều bán ra thì vẫn giữ mức ổn định chứ không phải là tăng 1 triệu đâu các bạn ạ. Đấy. Còn hệ thống SHB thì chiều mua vào và bán ra vẫn giữ mức, chứ mấy tuần gần đây thì hệ thống này không có sự thay đổi về giá. Đó là 36 triệu 640.000 đồng trên một lượng và bán ra là 36 triệu 820.000 đồng trên một lượng. Đó là tại một số ngân hàng lớn. Tiếp theo đó là vàng SJC ở một số tổ chức lớn thì ít có sự thay đổi về giá, chỉ có hệ thống Phú Quý SJC và hệ thống SJC ở Tân Hiệp thì có sự thay đổi về giá thôi. Đấy, cụ thể như sau, PNG SJC vẫn đang giữ mức 42.400.000 và bán ra là 42.800.000, cái này mình xin đọc nhanh. Đấy. Hệ thống Phú Quý SJC chiều mua vào là 42.400.000 và bán ra là 42.850.000, mua vào thì có giảm 50.000 đồng, thì các bạn có thể theo dõi kết hợp với theo dõi trên màn hình. Ngọc Hải SJC ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, SJC ở Bến Tre, Ngọc Hải ở Long An và Ngọc Hải ở Tân Hiệp thì đều có giá đó là 42.350.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 42.850.000 đồng. Đấy. Còn PNG một lượng ấy, thì chiều mua vào là 42.300.000 đồng và bán ra là 42.800.000. Ngọc Hải SJC ở Mỹ Tho thì chiều mua vào là 42.200.000 và bán ra là 42.800.000, thì cái này mình lướt qua nhanh thôi bởi nó ít có không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua ở các hệ thống SJC ở của trong Ngọc Hải, của hệ thống vàng Ngọc Hải ở Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, ở Long An, ở Tân Hiệp và ở Mỹ Tho. Đấy là đối với hệ thống Ngọc Hải. Đối với các thương hiệu vàng khác thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Đối với các thương hiệu vàng khác này thì cũng không có sự thay đổi nhiều về giá, chỉ có Ngọc Hải ở 24K ở một số địa phương như Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre v.v. Thì có giảm 40.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua thôi. Cụ thể như sau thì các bạn có thể theo dõi này. PNG nhẫn tròn 10K chiều mua vào là 16 triệu 510.000 đồng trên một lượng và bán ra là 17 triệu 910.000 đồng trên một lượng. PNG nhẫn tròn 14K chiều mua vào là 23 triệu 740.000 đồng và bán ra là 25 triệu 130.000 đồng và không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch hôm qua các bạn nhé. Đối với Ngọc Hải 17K ở Long An, ở Tân Hiệp, ở Bến Tre và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đều có giá mua vào là 30 triệu 100.000 đồng và bán ra là 31 triệu 900.000 đồng, thì các bạn có thể theo dõi. Đối với nhẫn 24K SJC thì chiều mua vào thì có tăng 50.000 đồng, chiều mua vào là 42 triệu 350 và bán ra là 42 triệu 900. Đấy. Phú Quý thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Tuy nhiên, hệ thống Ngọc Hải 24K ở Tân Hiệp, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Long An, ở Bến Tre thì có giá 42.060.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 42.560.000 đồng và có giảm 40.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đấy. Thì các bạn có thể theo dõi các thương hiệu vàng khác ở trên màn hình. Đấy. Và kính mong quý anh chị và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách kéo xuống phía dưới chữ đăng ký kênh, các anh chị hãy ấn vào đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật giá vàng hàng ngày cũng như là đón xem những video sớm nhất về cập nhật giá vàng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều.